Namaste. Xin chào các bạn, mình là Hồng Hà, huấn luyện viên yoga của Liva Sport. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục các tư thế chim bồ câu. Tư thế chim bồ câu là một trong những tư thế rất đẹp của yoga. Ngoài ra nó còn mang lại cho người tập rất nhiều lợi ích, mở khớp vai, làm giãn nở vùng phổi và làm khỏe mạnh vùng cột sống, đồng thời làm linh hoạt toàn bộ khớp hông, khớp háng của chúng ta. Tuy nhiên, tư thế này là một tư thế khá nâng cao, nên những người mới chúng ta hãy chờ khi nào cơ thể của mình sẵn sàng rồi mới bắt đầu tập nhé. Và khi tập, hãy lắng nghe cơ thể và làm hết sức có thể của mình. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé. Nào, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bước vào bài tập mở khớp hông và khớp háng, làm khởi động nóng vùng khớp hông háng của mình lên. Chúng ta hãy bước dài chân của mình ra bằng 3 lần vai, rồi từ từ hít vào, vươn hai tay lên cao, thở ra, xoay người sang trái, xoay mũi chân trái sang trái, rồi từ từ gập gối chân trái, đặt tay trái của mình lên đầu gối, hạ tay phải xuống sàn, kiễng gót chân phải lên nha. Rồi các bạn hãy nhấn hông lên xuống 5 lần, 1, 2, 3, 4 và 5, sau đó từ từ hít vào, vươn hai tay lên cao, xoay hai mũi chân về phía trước, thở ra, tiếp tục chúng ta xoay đổi bên, xoay người sang phải, hạ tay lên đầu gối, đặt tay trái xuống sàn, nhấc gót chân trái lên, tiếp tục nhấn hông lên xuống. Hãy cảm nhận ở đây vùng khớp hông của chúng ta đang được giãn căng và giãn căng vùng cơ đùi chân sau của mình. 5 4 3 2. Hãy làm liên tục như vậy, mỗi bên 5 lần nhé các bạn. Rồi tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên cao, thở ra nào. Lần cuối chúng ta hạ hai tay xuống sàn vào bên trong chân, rồi từ từ hạ hai khuỷu tay của mình xuống, chắp tay lại và giữ ở đây 5 nhịp thở. Đạp căng kheo chân sau lên nhé, làm khỏe vùng cơ đùi của mình. 5. Hãy giữ hơi hít thở đều. 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hít vào, chống hai tay của mình lên, xoay người về giữa, vươn hai tay lên cao, thở ra, xoay đổi bên, xoay người sang phải, hạ hai khuỷu tay xuống chạm sàn. Hãy mở khớp gối của mình sang bên để làm giãn căng vùng cơ hông bên phải. Giữ ở đây 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng đứng lên nào. Hít vào, vươn hai tay lên cao, xoay người về giữa, thở ra, hạ hai tay xuống sàn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khởi động vùng cột sống của mình nha. Các bạn hãy đứng trên thảm, tách rộng hai chân bằng vai, hai lòng bàn chân song song với nhau. Rồi từ từ hít vào, vươn hai tay lên cao, mắt nhìn lên, thở ra, đưa hai tay ra sau lưng, ngón tay cái chạm vào nhau, đỡ lấy phần lưng giữa của mình. Rồi từ từ đẩy hông về phía trước, hóp bụng lại, khép hai khuỷu tay, ngả người ra sau hết sức có thể của mình. Rồi nhẹ nhàng hít vào, vươn hai tay lên cao, thở ra, nhấc mũi chân của mình lên, mở hai đầu gối, hạ hai khuỷu tay xuống chạm sàn. Ở đây các bạn sẽ cảm nhận được sự giãn căng vùng khớp háng và giãn nở vùng lưng dưới của mình. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay lên cao. Hãy làm liên tục như vậy 6 lần nha. Thở ra, đưa hai tay ra sau, đỡ lấy lưng của mình, khép hai khuỷu tay lại, siết mông, đẩy hông về phía trước, từ từ ngả người ra sau. Hít vào, từ từ nâng người lên, vươn hai tay lên cao, thở ra, nhấc gót chân, chắp tay lại, hạ hai khuỷu tay xuống chạm sàn, giãn căng vùng cơ lưng dưới. Tiếp tục lần cuối cùng, các bạn hít vào, vươn căng hai cánh tay,
thở ra, đưa hai tay ra sau, đỡ lấy vùng hai bắp đùi của mình, từ 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 trượt dài hai tay của mình xuống, khép hai khuỷu tay lại, mở vai đẩy ngực, ngả hết người ra sau. Hít vào nhẹ nhàng nâng người lên, vươn hai tay lên cao, thở ra, tiếp tục đưa hai tay của mình xuống sàn, mở khớp gối, đưa tay ra sau, mắt nhìn tay, tay ra sau hết mức có thể của mình nha. Hãy giữ ở đây 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi từ từ thu tay của mình về, đứng thẳng người lên, hít vào, vươn hai tay lên cao, thở ra, hạ hai tay xuống đặt cạnh hông. Như vậy là chúng ta đã làm nóng được vùng khớp hông và toàn bộ cuộc sống của mình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tư thế chim bồ câu đầu tiên các bạn nhé. Hãy đứng về đầu thẳng của mình, hai chân của chúng ta khép sát lại, rồi từ từ hít vào, vươn hai tay lên cao, thở ra, hạ hai tay xuống sàn, hai lòng bàn tay đặt cạnh chân, rồi bước dần hai chân của mình ra sau, chúng ta bước về tư thế chó úp mặt. Rồi từ đây chúng ta nhẹ nhàng nào, hít vào, đá chân trái của mình lên cao, đạp căng chân trái, thở ra, co gối chân trái, đưa về giữa hai tay. Rồi từ từ hạ hông phải của mình xuống. Ở đây các bạn hãy cố gắng là úp dần vùng hông phải xuống. Hít vào, chúng ta đặt hai tay xuống sàn, đẩy hết lồng ngực về phía trước, vươn cằm lên. Hãy giữ ở đây 5 nhịp thở đều. 5. Mỗi hơi thở ra hãy cố gắng ấn vùng khớp hông bên phải xuống. 4 3 2 và 1. Rồi từ từ, nếu các bạn cảm thấy thoải mái, hãy nhẹ nhàng co chân phải của mình lên, từ từ đưa tay phải ra sau, ngửa lòng bàn tay, nắm lấy mũi chân phải nhá. Từ từ kéo chân phải về gần người của mình, rồi hít vào nào, xoay vai, hướng cùi chỏ tay về phía trước, rồi đẩy người về trước. Từ đây chúng ta đã có một tư thế chim bồ câu, đưa tay trái thủ ấn chimura, đưa về trước, mắt nhìn tay ạ. Ngoài ra, nếu các bạn muốn thực hiện tư thế chim bồ câu hoàn chỉnh, hãy đưa tay trái của mình ra sau, nắm lấy mũi chân phải, hai tay nắm chân, từ từ hít vào, mở căng lồng ngực, thở ra, hãy ngả đầu ra sau, chạm vào gót chân của mình. Hít vào, nâng người lên, thở ra, thả tay, vươn hai tay về phía trước. Rồi hãy trả lưng cho tư thế này, úp hông của mình xuống, hạ trán chạm xuống thảm, vươn dài hai cánh tay. Giữ ở đây 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng từ từ hít vào, chống thẳng hai tay, nâng người lên. Các bạn hãy làm tương tự như vậy với bên còn lại nhé. Tư thế tiếp theo chúng ta hãy bắt đầu từ tư thế chó úp mặt nhé. Đưa hai tay về phía trước, ký hai mũi chân, đẩy người lên tư thế chó úp mặt. Rồi từ đây hít vào, chúng ta bước chân trái về giữa hai tay, đặt chân trái cạnh lòng bàn tay trái, từ từ hạ gối, duỗi mũi chân phải. Rồi nhẹ nhàng nào, hít vào, vươn hai tay lên cao, thở ra, hãy nhấn sâu hông xuống, mở hai tay, đẩy lồng ngực về phía trước, ngả lưng, giữ ở đây 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hít vào, hai tay lên cao,
Thở ra lần này các bạn hạ, cố gắng hạ hai tay xuống sàn, nhấn sâu hông xuống. Rồi, ở đây nếu các bạn cảm thấy thoải mái, chúng ta hãy co chân phải của mình lên. Rồi từ từ ngả người ra sau, hạ chân, chạm vào đầu. Rồi nhẹ nhàng thả chân xuống, hít vào, nâng người lên, vươn hai tay lên cao. Ở đây nếu các bạn làm tốt hơn, chúng ta có thể hạ tay trái xuống trước này, đưa tay phải ra sau, tiếp tục làm như tư thế chim bồ câu lúc nãy, ngửa lòng bàn tay lên, nắm lấy mũi chân phải của mình, rồi tiếp tục đưa chân về gần người, rồi xoay vai, ngả người ra sau. Thở ra thả tay, hít vào vươn hai tay lên. Thở ra đưa hai tay xuống chạm sàn, đẩy hông lên cao. Hạ trán chạm chân trái, đẩy thẳng keo chân trái ạ. Mình sẽ trả lưng bằng tư thế này. Giữ ở đây 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng hít vào, thẳng chân, thở ra. Tư thế cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục ngày hôm nay là tư thế chim bồ câu đứng, hay còn gọi là tư thế vũ công. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các bạn hãy đứng khép chân ở trên thảm nào. Rồi từ từ mình hãy co chân phải của mình lên nhé. Co chân phải, hãy nắm mép ngoài chân giống như các tư thế chim bồ câu chúng ta vừa tập vừa rồi ạ. Rồi từ từ kéo chân lên thật nhẹ nhàng ạ. Rồi đưa tay về phía trước. Đó, mở vai. Sau đó là đưa tay trái của mình lên, kéo căng. Mắt hãy nhìn một điểm ở phía trước, vì tư thế này là tư thế yêu cầu chúng ta phải có một sự tập trung nhất định. Nó là một tư thế thăng bằng ạ. Rồi sau đó khép chân lại, hạ chân xuống. Rồi tư thế tiếp theo mình sẽ làm tư thế vũ công hoàn hảo, dùng cả hai tay nắm chân nhé các bạn. Hãy đặc biệt tập trung, đưa chân phải ra sau làm như lúc nãy nhá. Kéo chân lên, nhưng bây giờ chúng ta hãy đưa tay trái ra sau. Đầu tiên tay trái của mình hãy nắm lấy cổ tay phải trước, sau đó chúng ta sẽ lần tay về phía mũi chân của mình. Nắm được mũi chân rồi, hai tay nắm được mũi chân rồi, từ từ kéo chân lên cao, đẩy ngực, hạ thấp ngực xuống một chút, chân lên cao thì ngực xuống nha. Rồi chậm chậm thu về, thả tay ra, hãy trả lưng nhé, lật người xuống, hai tay nắm lấy hai cổ chân, chán xuống chạm chân. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau chinh phục ba tư thế yoga rất đẹp phải không các bạn? Các bạn hãy nhớ luyện tập thường xuyên để duy trì một cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên đề sau. Namaste.